Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Theo thông lệ 4 năm một lần, thủ đô Washington của Mỹ phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống. Tuy nhiên, lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama lần này sẽ không hoành tráng giống như lễ nhậm chức của nhiệm kỳ đầu, như quý vị sẽ thấy trong video sau đây. Một đám đông kỷ lục có đến 1,8 triệu người chen chúc trước quảng trường chính của Washington vào tháng 1 năm 2009 để xem lễ tuyên thệ lịch sử của Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên. Lễ tuyên thệ của ông Obama lần này sẽ là ngày 21 tháng 1, một ngày sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông, bởi vì ngày đó là Chủ nhật. Lần này có lẽ thu hút một đám đông nhỏ hơn, dự đoán ở mức từ 600 đến 800 nghìn người. Tuy nhiên, Thiếu tướng Lục quân Errol Schwartz, chỉ huy trưởng của 6.000 vệ binh quốc gia, giữ trật tự cho buổi lễ nói rằng công tác chuẩn bị vẫn không thay đổi. Mặc dù đám đông tụ tập ít hơn, chúng tôi vẫn phải xem xét các khả năng, những gì có thể xảy ra khi có đám đông nhỏ hơn. Sự kiện lớn của Washington lúc nào cũng thế. Một liên ủy ban của Quốc hội đã chi 1,2 triệu để xây sân khấu trước trụ sở Quốc hội, nơi ông Obama sẽ tuyên thệ và các mục khác cho buổi lễ này. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Sau khi Tổng thống tuyên thệ nhậm chức, đọc bài diễn văn và dự bữa ăn trưa do Quốc hội mời, đến lượt công việc của Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức. Ủy ban này quản lý cuộc diễu hành và các sự kiện liên quan. Công tác xây dựng khán đài đã bắt đầu ngay trước khi có cuộc bầu cử tháng 11. Từ khán đài, Tổng thống sẽ xem đoàn diễu hành. Khán đài sẽ hoàn tất trước ngày có sự kiện và ngày hôm sau sẽ được phá hủy. Sự tham gia nhiều mặt của quân đội trong ngày nhậm chức được điều phối bởi nhóm công tác hỗn hợp gồm nhiều quân binh chủng. Hàng ngàn quân nhân sẽ tham gia các nghi lễ, ví dụ như các toán giàn chào danh dự, cầm cờ, quân nhạc và các toán cưỡi ngựa. Thiếu tướng lục quân Michael Lennington chỉ huy các quân nhân đó. Ông nói rằng sự tham gia của quân nhân tượng trưng cho việc cánh dân sự lãnh đạo quân đội và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Nó là một biểu tượng về sức mạnh của quân đội và sức mạnh của nền dân chủ. Đó là một sự kiện quan trọng để chúng tôi chứng minh với thế giới. Để theo dõi công tác một cách chặt chẽ, nhóm công tác hỗn hợp đã dựng một bản đồ khổng lồ của Washington. Thành viên của nhóm này sử dụng mô hình thủ đô của quốc gia để giải quyết các vấn đề hậu cần, chẳng hạn như làm thế nào để di chuyển hàng trăm ngàn người ra vào thành phố và làm thế nào để giữ an toàn cho Tổng thống và mọi người khác trong thời gian có lễ nhậm chức. As I'm doing now. Hoo-ah. Hoo-ah.